Sao chị anh ấy đến đây? Ừ, với cả ngoài ra em còn có một bà chị chồng nữa. Thôi chị cố gắng chăm sóc chị ấy giúp em nhé. Úi dồi ôi, cái bà này. Tôi không cần biết. Giờ chị phải tìm mọi cách để trả đủ số tiền đấy cho tôi. Cả đời chỉ biết ăn chơi thì tiền nào tiêu cho đủ. Em ơi, đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng mình đấy. Từ hồi anh đồng ý chuyển ra ở riêng của em vui lắm. Thời gian qua sống với chị Huyền chỉ là tạm thời lúc mình mới cưới thôi. Tại vì lúc đấy mình chưa ổn định mà. Nói thật là em không muốn ở cùng chị Huyền đâu. Anh biết, em phải vui lên chứ. Em phải biết là anh yêu em như thế nào đấy. Em yêu anh mà. Sao chị anh ấy đến đây? Thì sức khỏe của chị ấy không được tốt. Thế này là phải đến nhà chúng ta ở à? Thôi mà, anh chỉ có duy nhất một bà chị gái thôi. Em phải hiểu cho anh chứ. Em phải chịu đựng mãi mới chuyển ra ở riêng được. Bây giờ chị ta còn mò ở đây nữa. Thế thà quay về nhà cũ cho xong. Em nói chịu đựng là sao? Chị ấy chỉ hơi đòi hỏi một chút thôi mà. Mà em thấy chị ấy lớn rồi, không chịu lấy chồng đi, suốt ngày bám theo anh làm gì ấy. Kìa em, đâu phải ai cũng cưới được đâu. Em bỏ cái thái độ ấy đi nhá. Anh ra trước đây, nhớ thay đồ ra sau đấy. Em là chị. Vợ em đang thay quần áo ở bên trong ra ngay đấy ạ. Ừ. Nhà cô chú cũng rộng phết nhở. Thế nào hai vợ chồng lại dọn đi nhanh thế? Thôi mà chị. À, chị ốm đau như thế nào để em bảo vợ em đi mua thuốc ạ? Thì vẫn bệnh cũ thôi. Mệt mỏi, khó chịu trong người. Định sang ở nhờ cô chú. Xem em dâu chăm sóc thế nào. Không biết ý chú có đồng ý không? Sao chị lại khách sáo thế? Chị ốm đau như thế này, em làm sao để chị một mình được. Chú thương tôi thì tôi biết. Nhưng mà còn em dâu ấy thì phải xem đã. Em chào chị mới sang chơi ạ. Không dám, chào cô. Tôi đến cả tiếng đồng hồ rồi. Mà bây giờ mới nhìn thấy mặt cô. Em đi thay bộ quần áo cho nó tử tế. Không chị lại bảo em là chị dâu sang chơi, mà lại ăn mặc như mấy bà bán hàng rong ạ. Thôi nào, sức khỏe chị ấy không được tốt nên là sẽ ở với vợ chồng mình một thời gian đấy. Mà dạo này em thấy chị Huyền bệnh suốt như thế, sao chị không đi khám đi? Bệnh của tôi thì tôi biết. Định sang ở nhờ nhà cô chú, nhưng có vẻ hơi khó khăn nhỉ? Ý vợ em không phải như thế đâu chị. Vợ em đi làm suốt nên không chăm sóc chu đáo được cho chị. Mai chúng em sẽ tìm người giúp việc mới. Thôi khỏi, tôi sống đơn giản mà. Mai em đi tìm người giúp việc trung tuổi ấy. Đừng có tìm người trẻ quá, mất công lại gây chuyện, em nhá. Ừ, được rồi, em biết rồi. À, vậy thôi, chị Huyền với cả anh Bảo ngồi chơi đi ạ. Em vào em chuẩn bị cơm. Em mời chị uống nước ạ. Chị vào đi. Ủa. Ui. Ôi cô ơi, cô. Nhà cô đẹp mà to thế. Nhà em bình thường thôi. Ở thành phố thì nhà nào cũng như vậy cả chị ạ. Ôi, như này là quá đẹp rồi ấy cô ạ. Mà thôi, chị ngồi nghỉ đi. Một lát nữa em sẽ nói với chị về công việc chị cần phải làm nhé. Công việc của chị thì cũng đơn giản thôi. Hàng ngày thì chị cứ giặt giũ quần áo, nấu ăn với cả dọn dẹp nhà cửa cho em là được. Với cả ngoài ra em còn có một bà chị chồng nữa. Thôi chị cố gắng chăm sóc chị ấy giúp em nhé. Ô, thế cô bị làm sao hả cô? Bị ốm à hay là nằm liệt giường hả cô? Chị ấy thì chân tay khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn. Chỉ mỗi tội là hơi khó ở thôi chị ạ. Ôi dồi ôi, thế không sao. Với cái chuyện nhà cửa, bếp núc, giặt giũ quần áo, cô cứ yên tâm, tôi làm được hết. Vâng, chị cũng là người quen với nhà em nên là em cũng yên tâm phần nào. Mà nếu có vấn đề gì xảy ra, chị cứ nói với em nhé. Dạ vâng. Mà cô ơi, bây giờ có việc gì không để cho tôi làm luôn đi. Thôi, chị mới từ dưới quê lên, vẫn còn đang mệt lắm, không phải vội đâu ạ. Ôi dồi ôi cô ơi,
Tôi quen làm việc rồi, bây giờ bảo tôi ngồi không, tôi cứ ngứa ngáy chân tay thế nào ấy. Thế chị xem thế nào, chị dọn qua cái nhà hộ em nhá. Dạ. Bây giờ em có việc phải lên công ty rồi. Dạ vâng, cô cứ đi đi, còn đâu cứ để tôi lo hết. Vậy em đi nhá. Dạ vâng, chào cô ạ. Quanh thôi, tôi xin lỗi cô. À, chắc là giúp việc mới à? Dạ vâng, hôm nay tôi buổi đầu tiên ạ. Trông cũng khỏe mạnh nhanh nhẹn đấy. Không biết là cô làm được cái gì lên đồ đâu. Thôi đi vào trong kia cất đồ đi. Dạ vâng ạ. Ôi cái bà này, bà lau nhà kiểu gì cứ sũng này, tôi đi xít ngã vỡ mặt đấy. Chỗ khô kia thì cô không đi, cô đi vào chỗ ướt thì chả trơn ạ. Bà chả treo với tôi đấy à? Hả? Trang mới thuê được bà về, nhưng tôi cũng có thể đuổi bà đi đấy nhá. Cô ơi, tôi có nói gì đâu mà cô nặng lời với tôi thế ạ? Cái loại ô xin, không biết phân biệt đâu là chủ, đâu là tớ. Thưa cô ơi, tôi già rồi, làm sao tôi đi nhanh được. Mới cả tôi đi với cô suốt từ sáng đến bây giờ, mà cô mua nhiều đồ này, tôi nặng quá. Có tí thế mà ông đã kêu rồi. Bà mà không nhanh lên á, thằng Bảo nó về lộ hết. Nhanh lên. Chân lên. Cô ngồi đây, tôi vào tôi lấy nước ạ. Ôi, sao chưa cần giờ này? Em để quên tập tài liệu ở nhà, em về lấy rồi đi luôn chị ạ. Chị ở nhà chơi nhá. Cô uống nước ạ. Cái bà này, sao bà không bảo gì với tôi? Dạ, tại cậu bảo về nhanh quá, tôi không kịp ạ. Không được cái sự gì cả. Bực cơ mình, lộ ra tôi với bà chỉ có nước và ra đường mà ở thôi. Mà tôi thèm ba cháu à, bà nấu tôi. Dạ vâng ạ. Cô ăn cháo đi ạ, cháo nóng cô cẩn thận ạ. Nóng thế, khiếp quá đấy, nóng này à bà con đây ạ? Thì cháo vừa nấu xong, nó nóng là đúng rồi mà cô. Này, bà định trả treo với tôi đấy à? Hả? Bà không phân biệt được đâu là chủ đâu là tớ à? Hả? Nhưng mà rõ ràng tôi dặn cô là... Cấm mồm! Tôi nói cho bà biết nhá, tôi đang nói ấy, bà đừng có chê ngang. Cái loại người ở như bà ấy mà, đừng lên mặt. Có chuyện gì xảy ra ở đây đấy? À đấy, cô về rồi thì cô xem cái người mà cô mang về đây này. Chị ấy làm gì chị? Bà ấy mang bát cháo nóng ra đây, không biết là định làm bỏng mồm tôi hay là như thế nào đây. Chị Thủy, sao chị không để cháo nguội ra múc ra? Tại vì cô ấy muốn ăn luôn, thì đâm ra là... Im mồm! Bà cố tình đấy. Chị Huyền này, em thấy chị ấy cũng không phải là cố ý đâu. Thôi chị bỏ qua cho chị ấy đi. Bỏ qua? Hai người vừa vào bắt nạt tôi rồi. Mà này, cô là em dâu tôi đấy, bây giờ lại còn đi bênh người ngoài à? Em thấy đúng thì em nói thôi, em chẳng nói gì sai cả. Các người được không? Trời ơi, sao không?
thìa thôi. Chứ cô ấy mà hất cả cái bát cháo thì... Chị cho em xin lỗi nhá. Những lời mà chị Huyền vừa nói, chị đừng để bụng. Mà với cả, em thuê chị về là để làm giúp việc trong nhà. Còn việc chị hầu hạ chăm sóc chị ấy chỉ là phụ thôi. Chị ấy cũng chỉ ở vài tháng nữa thôi, là đi mà. Dạ không sao đâu cô ạ, tôi hiểu mà. Chỉ có điều cô Huyền cô hơi đồng đặt một tí thôi. Nhưng cô cũng phải là người xấu. Thôi, chị dọn đống cháo đi. Rồi vào em xem bếp thương cho. Dạ vâng ạ. Anh này, em thấy chị Huyền chị ấy đối xử với chị Thủy hơi quá đáng đấy. Rồi ơi, lại chuyện gì nữa? Hôm nay em đi làm về sớm, đúng lúc chị Huyền chị ấy đang quát mắng chị Thủy đấy. Mà em thấy chị Thủy chị ấy có làm gì sai đâu. Em toán bênh người ngoài, xong nghĩ xấu về người nhà. Em không biết từ đầu, làm sao biết ai đúng ai sai. Anh chưa nghe em kể hết chuyện, mà anh đã bảo em nói xấu chị anh rồi à? Thì từ trước giờ nó đã thế rồi. Anh lạ gì cái thái độ của em với chị Huyền nữa. Thôi, đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa. À, anh cầm 100 triệu của công ty chưa chuyển cho khách đâu. Tối về nhớ nhắc anh nhá. Không mai anh lại quên đấy. Em nhớ rồi. Thôi, mình đi làm đi. Ừ. Mệt quá. Anh về rồi đấy à? Ừ. À mà anh lấy tiền cho vào túi đi. Không để đến tí lại quên đấy. Ờ, anh lấy luôn đây. Ôi, chết rồi. Mất rồi em ơi. Anh mất cái gì? Tiền anh để trong này 100 triệu đấy. Anh có nhớ là anh để trong đấy không? Hay là anh mất ở đâu rồi? Thì anh để ở trong cái túi xanh đấy. Giờ không thấy đâu này. Đâu nhỉ? Không lẽ... Anh đi đâu đây? Hai người đã làm gì ở trong phòng ngủ của tôi? Hả? Sáng nay tôi có việc tôi dọn dẹp phòng của cậu ạ. Chị có dọn đồ ở trong tủ không? Dạ không ạ, tôi chỉ có quét cả lau sàn nhà. Có việc gì hả cậu? Tôi mất đồ ở trong tủ quần áo. Đấy là một số tiền lớn. Chắc chắn ở trong nhà này đã có người lấy nó. Này, chú nhìn tôi thấy mắt gì đấy? Em chưa nói gì cả, chị đừng có nóng nảy như thế. Tôi là chị gái của chú, tôi có hết tiền ý. Bảo chú đưa, làm sao bây giờ mới tròn cắp. Giờ em không nghi ngờ ai cả. Nếu như không có người vào nhà ăn trộm thì... Nếu như không có người vào trong nhà ăn cắp ý, thì sẽ có người ở trong nhà ăn cắp và mang ra ngoài. Ý chị là gì? Sáng nay, sau khi dọn phòng cô chú xong, tôi có thấy bà giúp việc đi ra ngoài đấy. Ơ, cô Huyền ơi, sáng nay tôi đi chợ mà cô. Thế à? Thế bà có gọi điện thoại cho ai không? Không ạ. Không à? Thế mà tôi lại nghe thấy bà nói chuyện điện thoại với ai đó. Rồi còn hẹn cả thời gian địa điểm. Giao một món đồ gì cơ mà. Chị Thủy. Dạ. Chị định giải thích sao về việc này hả? Đưa cái điện thoại đây. Bà đưa ngay cái điện thoại của bà đây. Đưa đây. Đấy, chú xem đi. Chị là chị không đổ điêu cho ai bao giờ đâu. Chị còn gì để nói nữa không? Sáng nay tôi ra ngoài gặp con trai tôi một lúc thôi ạ. Tại vì nó mới ở quê lên ạ. Gặp con trai mà chị không bảo nó vào nhà, mà phải đi ra ngoài như thế. Chị có gì giấu giếm đúng không? Không ạ, tôi không. Tôi gặp nó là để tôi đưa cho nó cái tiền lương tôi tích cóp bấy lâu nay, để nó về quê trả nợ thôi ạ. Đấy, thấy chưa? Bà ấy, vài ba cái đồng lương của bà ấy, làm sao mà đủ trả nợ? Chắc chắn là bà đã cắp số tiền đó. Tôi không cần biết. Giờ chị phải tìm mọi cách để trả đủ số tiền đấy cho tôi. Tôi không lấy tiền của cậu, thì làm sao mà tôi trả cậu được? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, chị còn ngoan cố à? Bây giờ chị không trả tiền, thì tôi sẽ mang chị lên công an. Đi, đi. Không phải là cái cắp của tin tôi. Anh bảo, ôi, anh làm cái gì đấy? Mọi chuyện đã rõ 10-10 là chị ta ăn cắp.
giờ không trả đủ tiền thì anh mang lên công an. Anh mới chỉ nghe chuyện từ một phía thôi, chứng cứ thì chưa có. Vậy mà anh ăn tội đổ tội chị Thủy như vậy à? Em đừng có bênh người ngoài nữa, người của em tìm cũng tốt quá cơ. Anh bỏ chị ấy ra, số tiền anh bị mất em sẽ thay chị Thủy trả cho anh, vừa lòng anh chưa? Mà cô cũng giàu quá nhở, ở nhà ăn bám em trai tôi mà bây giờ còn có tiền trả nợ thay cơ đấy. Chị không phải nói như thế. Còn bây giờ anh để chị ấy đi đi. Cút ra khỏi nhà tôi cái đồ ăn cắp, đừng để tôi thấy chị một lần nữa. Đúng là đồ ăn cắp. Anh đi làm đi. Thời gian này em chưa có ở nhà với chị, đợi có giúp việc mới thì em lại lên công ty. Em nhớ rồi, anh đi làm đi. Đi đây. Ôi giời ơi, hôm nay á, tao vừa chơi một vố to cực, 100 triệu về tay tao á, dễ dàng luôn. Thằng em trai ngu ngốc của tao mà, nó tin tao quá cơ. Em làm gì mà cứ đi lại lại thế? Anh này, em có chuyện muốn nói. Chị Huyền... Lại chuyện gì nữa? Anh mệt lắm rồi đấy. Chị Huyền, chị ấy mới là người lấy cắp số tiền của anh đấy. Em nói vớ vẩn cái gì đấy? Anh không tin em à? Chính tay em... Anh không muốn nghe. Anh biết là em không thích chị Huyền, nhưng có cần thiết phải quá đáng như thế không? Thôi được rồi, nếu như mà anh đã không tin tưởng em đến như thế thì em không còn lý do gì để sống trong cái căn nhà này nữa. Em muốn đi đâu thì đi. Chị tiêu tiền kiểu gì thế này? Tiền trong thẻ của em có mấy trăm triệu, cả tiền công ty, giờ làm sao em đền nổi? Có tí tiền còn con, làm sao mà chú phải căng lên như thế? Chả nhẽ em chú là cái cỏ gì ạ? Chị còn nói được như thế à? Cả mấy trăm triệu có phải mấy trăm nghìn đâu. Lại chả không đúng à? Chị thử xem chị bao nhiêu tuổi rồi, một đồng cũng không kiếm nổi, chồng còn chưa lấy, còn ăn vạ tôi nữa. Này, chú cũng chẳng tốt đẹp tôi đâu. Vợ bỏ đi, mình bà sự việc. Chú chỉ là một ngu. Chị dám nói tôi á? Này, tôi nói thật nhá, 100 triệu kia ấy là tôi lấy đấy. Thế mà chú không nhận ra, chú là một thằng ngu à? Cái gì? Thôi, tôi và nhà cụ ở, chú ở lại gánh nốt đúng rồi nhá. Chị còn chỗ mà quay về nữa. Căn nhà đấy tôi bán rồi. Mày đã làm gì với thằng chó nhá? Tôi bán căn nhà để trả nợ cũ cho chị đấy. Cả đời chỉ biết ăn chơi thì tiền nào tiêu cho đủ.